Rồi hello anh em ha, em là Tính, chuyên bán máy cưa xích hàng bãi Nhật nha anh em. Này em lên con Shinowa 398 anh em. Dòng 398 thì nó giống với thằng Shinowa 400 là 100% anh em. Và nó thêm có chức năng là xả áp thôi, còn như là giống nhau 100% anh em. Cái dòng 398 thì chạy ngon hơn dòng 400 anh em. Em thì chuyên bán máy cưa nha. Anh em nào cần thì cứ alo em ha. Số lượng em nhập công về anh em. Em tiễn ra những cái con mà whip như con này anh em, động cơ đẹp, chạy cực kỳ ngon luôn, em mới bán lẻ anh em. Không thôi là em tháo em bán phụ tùng giống như anh em, tháo phụ tùng ra em bán. Chứ những cái con whip ngon như con này em mới bán lẻ nha. Con này là con Shinowa 398. Dòng này là chạy siêu tiết kiệm xăng anh em. Anh em khai thác thì khỏi phải bàn rồi. Dòng này anh em khai thác thì đỉnh của chớp nha anh em. Cái này em bán là với giá là 3,8 nha nè. Con này lục gió rất là đẹp luôn rồi nè. Con này chạy ít nha nè. Máy móc còn rất là đẹp ha. Bình xăng chế quanh bồ nè nè. Cái chế chưa có một vết dặn sửa chữa luôn rồi nè. Quá đẹp. Cục bung pin đó nè. Quá đẹp nha nè. Con này là dây xăng đầu zin nè. Cái này hiện tại là hai ốc trăng lam xin máy nó là rất là to anh em, bởi vì cái dòng này anh em miền Tây rất là thích đi cầm con này đi khai thác ha. Nhìn hai chân lam thôi là uy tín anh em. Cái lam là lam zin theo máy nha nè, lam zin theo máy không mẻ không gãy không bể gì hết nha nè. Con này là lam này rất là dài nha, nó đâu có 6 tấc nha nè, 60 cm á. Đây E398D có cái mã số là 9000327. Xin đây qua cô vô gì nè, rồi máy lên gia băng nè anh em. Dòng này chạy đi phải vàng, khỏi phải vàng nha. À, giật nổ lên cho anh em nghe tiếng máy. Con này em bán 3,8 nha nè, 3,8 triệu. Máy móc thì em bao zin 100% nha. Bán ra thì em bảo hành động cơ cho anh em là 12 tháng anh em, bảo hành điện cho anh em là 3 tháng. Con này anh em nghe tiếng máy thì khỏi phải chơi luôn anh em. Nhìn cái vỏ ngoài cái tem nó chạy 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 vậy thôi anh em. Cái con này động cơ rất là ngon luôn. Em bao anh em là khai thác đẹp ca luôn con này ha anh em. Rồi nổ máy lên nè. Không có lỗi lầm ở đâu hết anh em. Ganty mà để trên mặt bàn mà nó không nhúc nhích luôn anh em. Ganty siêu nhuyễn luôn anh. Ganty siêu nhuyễn luôn anh em, giật nhẹ là chạy ha, chưa hết vòng tua là chạy nha. Giật lại cho anh em coi nha. Bóp ám cho giật. Đó. Rồi tắt đi.